Bài pháp thoại về tứ diệu đế nó bao gồm bài pháp thoại về bát chánh đạo. Tại bát chánh đạo nó thuộc về phạm vi của đạo đế trong tứ diệu đế. Đạo tức là con đường tiến hóa, con đường đưa mình tới an lạc và giải thoát. Đó là sự thực tiếp tư, là ma ca là con đường. Muốn tìm con đường thì mình phải tìm ở đâu? Muốn tìm con đường giải thoát, tìm con đường chuyển hóa thì mình tìm ở đâu? Thì câu hỏi này đã được trả lời nhiều lần. Có nhiều cái loại câu trả lời, nhưng mà thường thường chúng ta gặp những cái câu trả lời rất hùng mạnh. Ví dụ như là đời Lý có một vị thiền sư, khi mà thuyết pháp thì nói rằng là cái mục đích quan trọng nhất, cái điểm chú ý nhất của người xuất gia là phải vượt thoát sinh tử. Thì có một vị đệ tử mới hỏi bạch thầy, có thể tìm cái sự vượt thoát sinh tử ở đâu? Thì vị thiền sư trả lời là tìm ngay ở trong sinh tử, tìm cái không sinh tử ở ngay ở trong sinh tử. Tại vì vậy cho nên đạo là con đường, là phương pháp đó. Nó không phải là cái gì tách rời ra khỏi cái cuộc sống hiện thực của chúng ta, trong đó có những cái khổ đau mà chúng ta đã trải qua và đang trải qua. Đạo không phải là một cái gì trên trời nó rơi xuống đất, nó tới từ một cõi khác, mà đạo tức là con đường tìm ra ngay trong cái hoàn cảnh đau khổ của chúng ta. Nếu không có cái hoàn cảnh đau khổ của chúng ta thì không có đạo. Vì vậy cho nên đạo đấy nó được làm bằng khổ đấy. Điều này nó chỉ chứng minh thêm một lần nữa cái nguyên tắc duyên khởi và bất nhị của đạo buộc mà thôi. Nếu anh không nhìn vào cuộc đời thực tại với những đau khổ, với những câu hỏi, với những vấn đề của nó, thì anh không có tìm ra được bạn. Vì vậy tìm đạo, tìm ngay trong khổ và trong tập. Cho nên khi mà chúng ta nói về đạo lý, nói về con đường, nói về bát chánh đạo, thì chúng ta phải nhớ rằng cái đạo nói tới đây, những cái phương pháp hành trì đây, nó có liên hệ mật thiết đến khổ đau thực tại có thật của chúng ta. Vì vậy cho nên trốn tránh không nói tới đau khổ, không dám đối diện trực diện với những khối đau khổ, những vấn đề có thật của chúng ta, không bao giờ chúng ta tìm ra được đạo ấy. Trong giới thực hiện có một giới nói về cái chuyện cần thiết của cái sự tiếp xúc với đau khổ, không có được trốn tránh đau khổ, phải trực diện với đau khổ, phải tìm cách tiếp xúc với những đau khổ. Có những phương pháp có thể giúp mình tiếp xúc, đối diện với đau khổ mà có thể làm lóe ra ánh sáng của con đường giải thoát. Nếu không có tiếp xúc và trực diện với đau khổ, con đường giải thoát đó sẽ không có tìm được. Cũng như là hoa sen, nó không thể mọc ở trên đá, nó phải mọc ở trên buông. Và đạo giải thoát nó được phát sinh từ cái vũ lầy của sự khổ đau. Cho nên trốn tránh khổ đau không phải là con đường chúng ta. Không những đạo đế nó có liên hệ với khổ đế một cách mật thiết như vậy, nhưng mà nó cũng liên hệ tới tập đế và diệt đế như vậy. Buộc nói tới con đường giải thoát như là con đường của tám sự hành trì chân chánh, gọi là bát chánh đạo. Và cái sự hành trì chân chánh được nói tới đầu tiên
là chánh kiến. Chánh kiến tức là cái thấy, cái nhận thức xác thực đúng với sự thật là chánh kiến. Kiến tức là cái nhìn, cái thấy. Chánh tức là nó thẳng, nó không có nghiêng. Chữ chánh ở trong ngôn ngữ Việt Nam, trong ngôn ngữ Trung Hoa, nó có nghĩa là rất thẳng. Còn khi mình nghiêng một cái gọi là tà. Samyak Drishti, Drishti là cái thấy. Samyak là chánh. Và cố nhiên trong cái văn mạch của Tứ Diệu Đế thì chánh kiến trước hết là có một cái nhìn rõ rệt về bốn sự thật. Bốn sự thật căn bản mà chúng ta gọi là tứ đế, phải hiểu, phải nhìn, phải hiểu thế nào là khổ đế, phải nhìn, phải hiểu thế nào là tập đế, phải nhìn, phải hiểu thế nào là diệt đế, tập đế, diệt đế, và phải nhìn và phải hiểu thế nào là đạo đế, cho nó đích thực, cho nó chính xác. Trước hết phải có một cái nhìn khá chính xác về bốn sự thật thì gọi là chánh kiến. Nhưng mà chánh kiến nó có hai giai đoạn, nó có hai mặt, một cái mặt hữu lậu và một mặt vô lậu. Có những cái thấy nó chứa đựng chân lý tương đối, và có cái thấy nó phản ánh được cái chân lý tuyệt đối. Có cái thấy, có cái chánh kiến nó nằm về phương diện tục đế, và có cái chánh kiến nó nằm về phương diện chân đế. Chúng ta đã biết rằng chân đế tức là sự thực tuyệt đối, với là tục đế, sự thực tương đối, hai cái nó có dính liền với nhau. Cái này nó bao gồm gồm cái kia, hai cái không có trái chống với nhau. Đó là cái tinh thần mà chúng ta gọi là nhị đế dung thông. Nhị đế dung thông, tam muội ẩn là một câu kinh trong nghi thức tụng niệm hàng ngày. Nhị đế dung thông, nhị đế dung thông có nghĩa là tục đế nó không có trái chống với chân đế, và chân đế nó bao gồm tục đế ở trong đó. Dung ở đây ấy, là nó chứa nhau. Trong tục đế nó có chân đế ở trong đó, và trong chân đế nó có chứa tục đế ở trong đó, gọi là tương dung. Cái này nó bao bọc cái kia, inter-embracing. Dung có nghĩa là nó có thể chứa đựng được, nó có thể bao trùm được. Còn thông nó có nghĩa là cái này đi vào cái kia, inter-penetration. Đó là hai cái sự thật đó, nó như vậy. Và chừng nào mình chưa thấy được tính cách dung thông của nhị đế trong mỗi cái chi tiết của giáo lý đạo Phật thì mình chưa hiểu được cái giáo lý đó một cách chính xác, một cách đúng mức. Trước hết á, mình nói rằng là chánh kiến tức là một cái thấy đứng đắn về tứ diệu đế. Nhưng mà ai có cái thấy đứng đắn về tứ diệu đế, và cái thấy về tứ diệu đế đó tuy nó đứng đắn, nhưng mà nó đứng đắn tới cái mức nào? Tại vì chúng ta mỗi người có một cái hiểu khác nhau về tứ diệu đế. Cái hiểu của chúng ta có thể gần với là chân đế nhiều hay là ít, là tùy cái sự tu tập, cái sự học hỏi của chúng ta. Thì trong cái quá trình
trong cái sự tu tập học hỏi, chúng ta đi ngang một quá trình gọi là văn tư tu. Văn tức là học hỏi, nghe, nghe giảng, đọc sách, gọi là văn. Nghe giáo lý, học giáo lý, pháp đàm về giáo lý, gọi là văn học. Tư học tức là phải đem cái trí tuệ của chúng ta mà chiêm nghiệm, tức phải dùng cái trí thông minh, cái kinh nghiệm của mình mà chiêm nghiệm, chứ đừng có vâng theo, tin theo một cách ngây thơ, dại khờ những cái gì mình nghe, mình học. Mình phải đem cái kinh nghiệm của mình ra, đem cái khổ đau của mình ra, đem cái trí tuệ của mình ra để mà quán chiếu cái mình vừa nghe vừa học. Và tu tức là đem ra thực tập. Mình thấy nó hợp lý rồi, theo cái nhận thức của mình, theo kinh nghiệm của mình, thì cái mà mình học và mình hiểu đó, nó như thế đó thì nó hợp lý rồi, thì mình đem ra thực tập. Thì trong cái quá trình thực tập đó, như thiền hành, thiền tọa, ăn cơm im lặng, làm việc, nói năng, thì mình có cơ hội xét lại cái văn và cái tư đó. Là nhờ cái tu mà mình có thể chuyển đổi cái văn của mình, cái nghe của mình cho nó sâu sắc hơn, cho nó đứng đắn hơn, chuyển đổi cái tư duy mình cho nó vững vàng hơn. Và quá trình đó gọi là quá trình văn tư tu. Thì trong quá trình văn tư tu đó thì mình thấy rằng luôn luôn mình bắt đầu bằng tục đế, tức là bằng sự thực thông tục. Sự thực thông tục có thể dùng cái tư tưởng và cái ngôn ngữ để mình diễn bày. Trong cái quá trình văn tư tu, ban đầu chúng ta có thể dùng trí óc suy luận, dùng khái niệm, dùng ngôn ngữ để chuyên chở chánh kiến. Chúng ta dùng những cái tiếng như là khổ tập diệt đạo. Chúng ta có những khái niệm về khổ tập diệt đạo, và chúng ta căn cứ trên những cái ngôn từ đó, những cái khái niệm đó mà chúng ta tu tập. Càng tu tập bao nhiêu thì chúng ta càng có kinh nghiệm trực tiếp bấy nhiêu. Và từ từ chúng ta không còn bị bó buộc bởi những cái danh từ và những cái khái niệm đó nữa. Và từ tục đế chúng ta đi tới chân lý. Trong bước đầu của tục đế đã có một cái hạt chân đế rồi. Thế bắt đầu văn tư tu, tuy là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang ở trong tục đế, nhưng cái thực tục đế đó đã có thai nghén cái chân đế ở trong rồi. Và khi mà chúng ta đạt tới cái sự chứng ngộ, cái thấy tuyệt đối, chúng ta biết rằng trong cái chân đế đó, trong cái thấy, trong cái biết, trong cái tu chứng đó, nó có chứa được tất cả những cái hạt giống, những cái thành quả mà chúng ta đã đi qua trong quá trình tu tập. Nói như vậy để nhắc lại một lần nữa là tục đế nó chứa được hạt giống của chân đế, và chân đế nó có thể được diễn bày, có thể chứa được tất cả những cái hạt giống của tục. Hai cái không có chống nhau, cái đó gọi là nhị đế dung thông. Nhị đế dung thông, hai cái loại chân lý nó không có chống đối nhau. Ví dụ chúng ta mới được nghe lần đầu về tứ diệu đế, cái hiểu chúng ta đang còn sơ lược, cái khái niệm của chúng ta có thể còn những sai lầm. Thế nhưng chúng ta đã bắt đầu có một chút chân lý, nó đã là sự bắt đầu của văn tư tu rồi. Vì vậy cho nên tuy rằng cái hiểu, cái tuệ giác của chúng ta đang nhỏ bé, nhưng mà ở trong đó nó có chứa được hạt giống của chân đế. Tại vì bước đầu tuy là chưa đưa mình tới Paris, nhưng mà đưa mình tới gần Paris một bước.
tuy là mới chỉ một bước hướng về Paris thôi, nhưng mà bước đó đã có hạt giống của Paris ở trong đó. Có phải như vậy? Thành ra tuy chúng ta hiểu và giảng giải về tứ đế còn sai lầm rất nhiều, nhưng mà chúng ta đã bắt đầu có hạt giống của chân đế ở trong đó, và nó bắt đầu đã là thực đế rồi. Tuy rằng chúng ta còn nói những cái sai và sai với lời buộc dạy nữa, nhưng mà ít nhất chúng ta đã nắm được một cái hạt gì đó chân lý. Và vì vậy cho nên cái thái độ khiêm nhường, cái thái độ cẩn trọng, nó rất quan trọng trong sự tu học. Chúng ta biết rằng chúng ta có học, có hiểu, có hành về cái đó, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái học, cái hiểu và cái hành của chúng ta về cái giáo lý đó có thể đang còn mỏng manh. Nó có cái giá trị của chân lý ở trong đó, nhưng mà cái tục đế nó vẫn còn nhiều hơn cái chân lý. Trong kinh đó, đứng về cái phương diện chánh kiến đó, thì thỉnh thoảng buộc và các thầy có nói tới thế nào là chánh kiến. Ban đầu luôn luôn là cái loại chánh kiến, cái sự diễn tả về cái chánh kiến dễ dàng để mọi người có thể nắm được, hiểu được. Ví dụ như nói là chánh kiến tức là cái thấy trong đó có thiện, có ác, có nhân, có quả, có cha, có mẹ, có trên, có dưới. Trồng bắp thì sẽ được bắp, gieo đậu sẽ được đậu, làm lành thì sẽ có hạnh phúc, làm dữ sẽ bị tai họa. Lòng từ bi đem tới hạnh phúc, sự giận dữ nó đem tới khổ đau. Tất cả những cái điều đó nó thuộc về chánh kiến. Mà chúng ta, tất cả mọi người đều cần phải có những cái ý niệm sơ khởi như vậy về chánh kiến thì mới biết con đường đi. Tin rằng có buộc một bậc giác ngộ, tin rằng có pháp, con đường giải thoát, tin vào cái sự có mặt của tăng, đoàn thể tu tập, tin rằng đau khổ có thể chuyển hóa, đó là chánh kiến. Hễ cái lời nói nào, cái ý niệm nào chứa đựng được một cái hạt chân lý của Phật pháp trong đó là bắt đầu có tính cách chánh kiến rồi, dù cái chánh kiến đó nó chưa tuyệt đối. Tin rằng có những bậc A-la-hán nhờ tu tập mà đã thoát ra tất cả, thoát ra được những cái phiền não và không có bị sinh tử luân hồi nữa. Tất cả những cái đó đều thuộc về phạm vi chánh kiến. Chúng ta hãy đọc một cái đoạn trong Kinh Thánh Đạo. Kinh này nói như thế này: có bố thí, có cúng dường, cha, có mẹ, có các loài hóa sanh, ở đời có các vị sa môn, bà la môn, có sự tu học, có sự thành công, có sự tu hành có thể được chứng đạt trong đời này. Đó là một cái mẫu của chánh kiến. Mình khơi cho người ta thấy một cái điều đó, và căn cứ trên người đó, những điều đó người ta có đức tin, và có đức tin đó người ta đi theo cái con đường chuyển hóa, ngưng lại những cái động tác sai lầm gây khổ đau, và bắt đầu tạo tác những cái hành động về thân khẩu ý, nó có tính cách tạo ra cái an lạc và hạnh phúc. Nhưng mà chánh kiến trước hết đó, là một cái thấy về bốn sự thật. Tại vì đó là căn bản của Phật pháp, mà thấy về bốn sự thật một cách rõ ràng, điều này không phải là chuyện. Công nhận sự thật về khổ, công nhận sự thật về tập, công nhận sự thật về diệt, công nhận sự thật về đạo, tức là chấp nhận tứ diệu đế. Nhưng mà cái công phu học hỏi, công phu tư duy, công phu thực tập của chúng ta
chúng ta cần phải có rất nhiều để có thể có được cái nhìn khá sâu sắc, khá vững chãi về tứ diệu đề. Là một cái giáo lý mà mới nghe qua mình tưởng như là rất đơn sơ, rất dễ hiểu, mà nó chứa được không biết bao nhiêu là cái chiều sâu của nó. Bây giờ chúng ta thử chiêm nghiệm một chút về cái chánh kiến, tức là cái thấy về tứ diệu đế. Cái thấy về tứ diệu đế của chúng ta ngày xưa có thể rất là ngây thơ, có thể rất là sơ lược. Trước hết chúng ta thử nói về một cái nỗi khổ, một cái niềm đau mà chúng ta hiện đang có. Chúng ta biết rằng cái con đường mà chúng ta tìm, con đường mà chúng ta ao ước tìm ra để đi tới cái sự thoát khổ, để đi tới sự an lạc, chúng ta phải tìm ngay trong cái khổ của chúng ta. Đó là cái nguyên tắc, cái nguyên tắc nghiên cứu, cái nguyên tắc tìm hiểu, nguyên tắc thực tập, tức là phải trực tiếp đối diện với cái khổ của chúng ta. Tại vì nếu chúng ta tiếp xúc được với cái khổ đó một cách sâu sắc, chúng ta sẽ tìm ra con đường thoát khổ. Thì cái khổ đó có thể là một cái sự sợ hãi, cái khổ đó có thể là một cái niềm lo âu, bất an, cái nỗi khổ đó có thể là một cái niềm hận thù, giận dữ, cái khổ đó có thể là một cái sự tuyệt vọng, cái khổ đó là một cái sự buồn rầu, chán nản. Thì theo cái phương pháp này là chúng ta có bổn phận phải trở về và tiếp xúc cho thật sâu sắc với cái khổ đó của chúng ta. Hơn bất cứ người nào hết, chúng ta biết được cái khổ của chính chúng ta và chúng ta có thể trở về để mà tiếp xúc với cái khổ đó với tất cả sự can đảm của mình. Chúng ta phải nâng cái nỗi khổ đó lên và ôm nó vào trong hai vòng tay và trực tiếp nhận diện nó, quán chiếu, nhìn sâu vào lòng cái khổ của chúng ta. Cái điều này rất là quan trọng. Nếu anh không làm được chuyện đó thì anh không có thể thấy được tập, thấy được diệt và thấy được đạo. Khi mà chúng ta quán chiếu về cái khổ thì chúng ta trước hết chúng ta thấy rằng là có người đang khổ mà không biết là mình khổ. Tức là người đó không có dám nhìn thẳng vào cái khổ của mình. Người đó không dám sờ mó tiếp xúc với cái khổ của mình. Người đó luôn luôn tìm cách trốn chạy cái khổ của mình. Đó là cái trường hợp tiền thực tập, tức là trước thực tập. Trước cái quá trình văn tư tu thì cái tình trạng đó nó có sẵn. Tức là khổ mà không biết là khổ, khổ mà chạy trốn cái khổ của mình, tìm cách để quên cái khổ của mình. Khổ mà đôi khi không có biết là mình khổ. Cũng như là bị bệnh ho lao á, mà không biết là mình có bệnh ho lao. Bị bệnh gan mà không biết là mình có bị bệnh gan. Có một niềm thất vọng, chán nản sâu sắc trong lòng, nhưng mà không biết rằng mình có một niềm thất vọng, chán nản trong lòng. Mình chỉ cảm thấy khó chịu, cảm thấy không an lạc, cảm thấy không có muốn trở về với chính mình. Mình chỉ muốn tìm sự quên lãng, vùi lấp cái đời sống của mình trong những cái hoàn cảnh, ví dụ như là quán rượu hay là vũ trường, bài bạc, và trong những cái môi trường còn tàn hại hơn như vậy nữa. Đó là cái sự thực tập của rất nhiều người. Đó là cái giai đoạn trước thực tập. Buộc có dạy là cái khổ của con lạc đà, của con lừa, nó phải chở hành lý rất nặng. Cái khổ đó chưa phải là khổ. Ngu si, không biết mình là khổ, không biết hướng đi thoát khổ, cái khổ đó mới là cái khổ chân thực.
Đó là tình trạng đầu tiên của người không tu, của người không biết tu. Cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn văn tư tu. Thì lúc đó là mình nhận diện cái khổ, quán chiếu. Đó là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là nhận diện, quán chiếu, gọi tên cái khổ của mình. Nó là bệnh lao thì phải nói nó là bệnh lao. Nó là cái depression thì gọi là nó là depression. Không có sợ hãi. Và lúc đó mình thấy được, bắt đầu dùng cái phương pháp văn tư tu thì thấy được bản chất của cái khổ. Thấy được tập, thấy được diệt và thấy được đạo trong khổ. Tại vì hễ chúng ta có một cái nhìn sâu sắc á, mình nhìn sâu vào cái lòng sự vật á, khi mình nhìn vào cái khổ của chúng ta thấy cái bản chất của nó, cái hành tướng của nó. Cũng như là chúng ta, ví dụ chúng ta có cái bệnh ho, thì chúng ta phải nhìn sâu vào cái triệu chứng của bệnh ho và thấy cái hành tướng của cái ho của chúng ta như thế nào. Tại vì có nhiều loại ho, và chúng ta phải biết cái bản chất của cái hành tướng của cái ho của chúng ta. Và do đó chúng ta tìm tới được những cái nguyên do sâu sắc của cái bệnh ho của chúng ta. Ho gà thì phải nói là ho gà. Ho lao phải nói là ho lao. Phải gọi đúng tên, phải thấy được cái bản chất của nó. Và khi mà gọi được tên nó đúng rồi, thấy được bản chất của nó rồi, thì thấy tập. Thấy tập tức là thấy những cái gốc rễ gần xa, nguyên do của cái khổ đó. Chúng ta đã sống như thế nào? Chúng ta đã ăn như thế nào? Đã uống như thế nào? Đã thở như thế nào? Đã tiêu thụ như thế nào? Đã sống đời sống cá nhân và xã hội của chúng ta như thế nào? Chúng ta đã đối xử với người đó như thế nào? Với những người kia như thế nào? Và bây giờ đây có cái khổ như thế này. Tức là nhận diện cái khổ đó, gọi tên nó, quán chiếu nó và thấy được cái bản chất của cái khổ đó. Và khi mà thấy bản chất của khổ đó thì tất nhiên là thấy tập. Tập tức là nguyên do của cái khổ, những nguyên do xa gần, trong quá khứ và trong hiện tại. Và cái đó chỉ có thể đạt được, cái thấy đó chỉ có thể đạt được bằng cái sự quán chiếu mà thôi. Mà chúng ta có những phương pháp để quán chiếu, chúng ta cần sự im lặng, chúng ta cần có thời giờ, chúng ta cần thiền tọa, thiền hành, chúng ta cần một người bạn tu để giúp đỡ, để hướng dẫn, chúng ta cần thầy để mà quán chiếu. Thì một ông bác sĩ cũng làm như vậy. Có điều một ngày ông phải tiếp tới 20 người khách hay là 50 người khách, thành không chỉ quán chiếu giùm ta được chừng 10 phút hay là 15 phút, ông cho ra cái toa. Thấy khổ, thấy tập và đưa đạo ra trong vòng 15 phút. Nhiều khi ông bác sĩ quán chiếu sai lầm, đưa thuốc sai lầm có thể làm hại bệnh nhân rất nhiều. Thì chúng ta cũng vậy, trong sự tu học chúng ta làm công việc của bác sĩ cho chính bản thân ta. Chúng ta phải có thời giờ, đủ thời giờ quán chiếu. Chúng ta phải can đảm tiếp xúc với cái đau khổ của chúng ta. Chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân của cái khổ đau hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta thấy tập. Chúng ta không những thấy tập mà chúng ta thấy diệt. Diệt là gì? Diệt tức là khổ diệt, nghĩa là sự vắng mặt của khổ. Sự vắng mặt của cái khổ. Trong quá khứ đã có khi ta không khổ như vậy, nhưng mà bây giờ ta đang khổ cái khổ đó. Nó có nghĩa là nếu cái khổ hôm nay có mặt thì nó có nghĩa là ngày hôm qua nó đã không có mặt. Và nếu chúng ta biết con đường chuyển hóa thì ngày mai nó cũng có thể không có mặt. Và đó là cái sự ước ao chúng ta đi tới diệt. Diệt là tình trạng khổ diệt.
Diệt tức là khổ diệt. Nó có nghĩa là an lạc hạnh phúc. Nó có nghĩa là hạnh phúc. Và vì vậy cho nên ở giữa này chúng ta có tập này, chúng ta chưa nói tới, chúng ta nói nó diệt rồi trước. Ngược lại với khổ là diệt. Mà diệt đây tức là diệt khổ, tức là nó là an lạc, là hạnh phúc. Ngày xưa chúng ta có cái này, bây giờ chúng ta có cái này. Cái đầu tiên chúng ta thấy là ngày xưa chúng ta có cái đó, nhưng chúng ta không có quý. Người nào cũng có tuổi trẻ cả, nhưng mà ít người quý cái tuổi trẻ của mình. Đến khi già rồi mới tiếc. Mình xài của tuổi trẻ của mình một cách rất là vụng về, rất là dại dột. Người nào cũng có sự vô tư, có sự an lạc, có tình trạng sức khỏe, nhưng mà không có biết hưởng. Và vì vậy cho nên diệt nó cũng có ba cái giai đoạn của nó. Cái giai đoạn thứ nhất á, là có những cái giây phút trong đời sống ngày xưa cũng như bây giờ mình có hạnh phúc, mình không có vấn đề, nhưng mà mình không có tiếp xúc được với cái hạnh phúc đó, mình không tiếp xúc được cái vô sự đó, cho đến khi nó mất thì tự nhiên cái khổ nó sinh ra. Ví dụ có một bà mẹ rất ngon lành mà không có biết rằng đó là hạnh phúc, thành ra không có hưởng gì cái sự có mặt của bà mẹ, cho đến khi bà mẹ mất đi thì có khổ. Có lúc ta không có đau răng thì cái sự không đau răng đó nó là một cái sự hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta không có khả năng hạnh phúc khi không đau răng. Đợi tới khi đau răng, nhức răng rồi, ngủ không được rồi thì mới thấy là không đau răng là hạnh phúc. Và vì vậy cho nên khi mà nhìn vào khổ thì thấy được, được diệt. Thấy tập rồi nhưng mà thấy diệt. Thấy được cái sự không đau răng. Mình biết rằng cái khi không đau răng mình đâu có quý gì đâu. Bây giờ đau răng mới biết là không đau răng là quý. Mà cái chuyện không đau răng nó đại diện cho biết bao nhiêu là cái khổ, là cái an lạc mà mình đã dẫm đạp, mình đã tàn phá bằng cái sự quên lãng và giải khởi của mình. Khi hai chân mình đang còn khỏe, có thể chạy được, có thể đi được, thì mình không biết hưởng. Mình không có hạnh phúc trong khi chạy, trong khi đi. Đến khi mình già yếu rồi, chân đi không vững, phải gãy, thì lúc đó mới thấy rằng có hai chân khỏe là hạnh phúc. Thì cái lạ, cái việc này cũng vậy, cái lạ, cái hạnh phúc này cũng vậy. Nếu cái tình trạng đầu tiên, cái giai đoạn đầu tiên của sự quan chiếu khổ là khổ mà không biết mình là khổ, thì việc cũng vậy, vui mà không biết là vui. Có cha không biết là có cha, có mẹ không biết là có mẹ, có em không biết là có em, phổi đang tốt không biết là phổi đang tốt, chân đang khỏe không biết là chân đang khỏe, có tuổi trẻ mà không biết là mình có tuổi trẻ, có cơ hội tu học mà không biết là mình đang có cơ hội tu học. Đó là cái sự dẫm đạp lên cái hạnh phúc nó đang có thật, là tại vì không có khả năng tiếp xúc với cái hạnh phúc đó. Có hai con mắt mở ra có thể thấy trời xanh mây trắng, nhưng mà không biết rằng đó là hạnh phúc. Cho cái chuyện có hai con mắt mở ra thấy trời xanh là một cái chuyện không có gì là lạ. Và vì vậy cho nên có hạnh phúc á cũng như không có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên khi mà khổ đau ra riết á, mà quán chiếu về cái khổ và tiếp xúc với khổ thì thấy được cái gì, là ngày xưa mình đã có những cái hạnh phúc mà mình không có biết thừa hưởng, mình không biết tiếp xúc, mình không biết nuôi dưỡng mình. Và bây giờ cái khổ nó đã chiếm cứ rồi. Nhưng mà đó là nói về một cái khổ. Trong hiện tại, tuy rằng mình có cái khổ này, nhưng mà mình có biết bao nhiêu cái lạc khác.
trong một ngày mà nếu mình thực tập quán chiếu bằng chánh niệm thì mình sẽ thấy rằng mình còn có rất nhiều điều kiện và hạnh phúc ngay trong hiện tại. Nhưng mà tại vì không có tu tập, không có chánh niệm, mình dẫm đạp lên trên hạnh phúc mà đi. Vui mà không biết là vui, hạnh phúc mà không biết hạnh phúc. Sống rất là thờ ơ, rất là thất niệm, cho những cái phép lạ màu nhiệm đó là những cái không đáng kể. Mở mắt ra mà thấy trời xanh mà không cho đó là một phép lạ màu nhiệm, trái lại còn cho nó là cái gì rất là tầm thường. Dẫm đạp lên trên hạnh phúc của chính mình trong mỗi giây mỗi phút, đó là cái thái độ của người mê mờ. Và đến khi mà mình dẫm đạp, mình phá nát cái hạnh phúc của mình rồi thì cái khổ nó hiện hình, lúc đó mình tiếc và không còn có những cái đó nữa. Thành ra nhìn vào khổ thấy gì? Ví dụ như mình có một cái niềm chán nản, một cái tâm trạng chán nản, thì mình để cho cái tâm niệm chán nản đó nó tràn lấp của mình, tràn lấp mình, và mình không có khả năng tiếp xúc được với bất cứ một cái màu nhiệm nào trong sự sống hiện tại hết. Và khi mà mình dẫm đạp lên trên cái hạnh phúc hiện tại của mình thì cũng như là mình đã từng dẫm lên giày xéo cái hạnh phúc trong quá khứ đó, thì mình để cho cái khổ đau nó tràn lấp, nó tự thiết lập trong cuộc sống của mình. Thế tại sao người ta đang thiền hành an lạc, mình cũng đi thiền hành với người ta, mà người ta tự nuôi dưỡng bằng hơi thở, bằng bước chân, và cảm thấy rất là sảng khoái, rất là hạnh phúc trong giờ hiện tại, thì mình cũng đi thiền hành với người ta, nhưng mà mình tự chung mình trong cái sự đau khổ, giận hờn, buồn bực. Tại sao vậy? Mình đã tự cho phép mình. Đó là mình thấy được một cái trong tập. Có thể trong khi mình có cái khổ đó, mình quán chiếu cái khổ đó và thấy được cái việc á, thì tự nhiên cái đạo nó phát sinh liền lập tức. Có thể là mình tìm ra rằng cái khổ của mình mà đang chịu đựng đây á, nó có gốc rễ ở quên lãng. Quên lãng tức là không có chánh niệm. Không có chánh niệm. Trong khi mình nhìn vào cái sổ khổ của mình, mình thấy cái khổ của mình chẳng qua là một cái tri giác sai lầm, một cái vọng tưởng. Tại vì mình ganh tị, mình giận hờn, cho nên mình khổ đau. Mà cái ganh tị giận hờn của mình nó có thể căn cứ trên vọng tưởng. Người kia không muốn làm, không có chủ ý làm mình khổ, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng người đó có chủ ý làm cho mình khổ. Và vì vậy cho nên mình thấy được cái tập, tức là cái nguyên do của cái khổ của mình. Và mình thấy rằng mình đang dày đạp lên cái hạnh phúc mà đáng lý mình cũng có như những người khác. Thì tự nhiên bước được hai bước mà thấy được cái tập, tức nguyên do của mình, thì mình thấy cái này không có đáng là cái khổ. Và cái khổ nó tan biến. Nó có thể trong 2 giây hay là 3 giây cái khổ nó tan biến, và tự nhiên mình có nụ cười, mình có sự an lạc giống như người khác. Và khổ tập diệt đạo nó có mặt đồng thời trong một giây phút. Con đường đó là con đường chánh niệm đập tan kiên lạng. Con đường là con đường chánh kiến đập tan vọng tưởng. Ban đầu mình tưởng cái khổ đó ghê gớm lắm. Ai dè cái khổ đó nó chứa cái gì ở trong đó. Trời ơi, cả một cái kho tàng quý báu như vậy mà mình đem mình phủ lên trên mặt một vài cái rác rến. Rồi vì cái rác rến đó mà mình liền hết tất cả cái kho tàng đó đi. Cái khổ của mình đôi khi nó chỉ như vậy thôi. Cái khổ của mình đôi khi nó là hạnh phúc ở trong á.
nhưng mà tại mình nhận lầm. Ví dụ như mình được ở với nhau tại Lằng Hồng, mình có hạnh phúc tại vì Lằng Hồng có thầy, có bạn, có anh, có chị, có giờ phút có thực tập, có cơ hội học hỏi. Nhưng mà tại vì mình vì một cái cơn giận hờn, hay là vì một cái cơn chán nản, một cái sự hiểu lầm nào đó mà mình tạo ra địa ngục cho mình, mình dùng một cái lớp ni lông địa ngục, mình bọc cái hạnh phúc của mình lại, rồi mình nói rằng cái khối này là phải vứt hết, mình phải thành cô hồn, mình đi chỗ khác. Chính cái hạnh phúc của mình đá nó đi, mình vứt nó đi, mình đẩy nó đi. Thành ra cái mà mình gọi là khổ đó, chưa chắc đó là khổ. Có thể đó là cái khối an lạc của mình, cái khối hạnh phúc của mình, mà mình phủ lên một cái tri giác sai lầm và một sự quên lãng. Cái cuộc đời của mình có thể là một cái niềm vui lớn, được sống, được mở mắt, được nhìn thấy trời xanh mây trắng, được thấy thầy, thấy bạn, thấy mẹ, thấy em, thấy anh. Đó là một cái niềm vui rất lớn. Nhưng mà tại vì mình có thể có một sự chán nản, sự buồn rầu, sự thất vọng nào đó, rồi mình vì cái sự thất vọng, chán nản, buồn rầu đó, mình liền đi hết tất cả cuộc đời của mình. Mình nói thôi tự tử thôi. Thì có biết bao nhiêu người thiếu niên họ dại dột như vậy, trong một cái cơn giận dữ, trong một cơn đam mê, họ không thấy được sự thật, họ không thấy được cái hạnh phúc lớn lao của đời họ, và họ chấm dứt đời họ bằng thuốc độc, nhảy xuống sông, bắn một cái phát vào tim, ví dụ như vậy. Bởi vì vậy cho nên cái mình gọi là cái khổ, chưa chắc nó là khổ trong mở ra đi. Một cái trái mít thì mình thấy có gai đó, mình không thích, nhưng mà nếu mà lột được cái vỏ mít ra, ở dưới có những trong có những cái muối mít rất thơm, rất ngon, rất ngọt. Thành ra cái này mà mình gọi là khổ, chưa chắc là khổ. Cái này nó chứa đựng cái gì ở trong đó. Đôi khi nó chỉ cần có một cái tập nhỏ nhỏ cần phải chuyển hóa, là mình khôi phục được cái việc này. Và cái phương pháp khôi phục đó là cái đạo này. Đôi khi nó rất là đơn giản. Mình nhìn về hướng này thì thấy nó như vậy, nhưng mà mình xoay cái ống kính nhìn ở phía kia thì thấy nó đẹp vô cùng. Quý vị đã từng quay video thì quý vị biết đó. Có khi nó đen thui, nhưng mà mình nghiêng cái thì nó sáng ra, nó đẹp vô cùng. Nó tùy theo cái nhìn của mình. Thành ra một người bạn tu giỏi là một người bạn có thể giúp mình nhìn lại và thấy được những cái gì mình chưa thấy. Vì vậy cho nên nắm lấy cái khổ của mình, chào cái khổ của mình, nhận diện. Buồn ơi chào mi, giận ơi chào mi, chán nản ơi chào mi. Và quán chiếu trực tiếp vào cái niềm khổ của mình, thì mình thấy ở trong đó có tập, có diệt và có đạo. Té ra mình tưởng là đạo này phải do thầy dạy, ai dè đạo nào phải học ở trong kinh, ai dè mình nhìn vào trong cái đau khổ của mình cũng có thể thấy đạo được. Ta buộc là làm như vậy đó, ngài đâu có học kinh, suốt đời buộc đâu có bao giờ học kinh đâu. Không có học kinh Pháp Hoa, cũng học kinh Lăng Nghiêm, cũng học kinh A Hàm. Chỉ có quán chiếu cái khổ đau của mình mà tìm ra được con đường mà thôi. Anh ta đừng có liền cái khổ đau của mình đi. Cái khổ đau của mình là cứu tinh của mình đó. Hãy trở về với nó, hãy ôm lên nó, hãy cười với nó, hãy sống với nó, hãy tiếp xúc rất sâu sắc với nó. Thì mình tìm ra cái niềm hạnh phúc của mình ở trong đó. Tìm ra cái nguyên do khiến cho mình không có hạnh phúc, và tìm ra cái con đường chuyển hóa cái khổ đau thành cái hạnh phúc. Cái mình tưởng là cái mình chịu không nổi, mình sẽ chết về nó, ai dè nó trở thành ra một chất liệu rất bổ dưỡng, rất hạnh phúc của chính mình. Cho nên quán chiếu vào khổ thì thấy tập, thấy diệt và thấy đạo. Và mình thấy rằng hơn bao giờ hết, mình thấy cái giáo lý duyên sinh của Bụt rất là màu nhiệm. Một cái, nó chứa đựng tất cả các cái. Thì trong cái quá trình quán chiếu như vậy á, nhận diện, quán chiếu, gọi tên, thấy được bản chất của nó, thấy tập trong nó, thấy diệt, thấy đạo trong nó, thì tự nhiên khổ bớt,
chuyển hóa, tập nó ngưng, đạo hiện ra. Trong cái quá trình thực tập đó, tại vì mình nhìn thấy tập, thấy diệt, thấy đạo trong khổ, thấy tập thì cố nhiên là ngưng tập. Ví dụ như thấy mình vì uống rượu mà đau gan thì mình tự động mình ngưng uống rượu. Thấy phổi mình yếu, ho là tại mình hút thuốc thì mình tự động ngưng hút thuốc. Cái đó là cái đạo lóe ra trong khi thấy tập và thấy diệt. Đạo càng ngày càng hiện rõ, tập càng ngày càng ngưng, và cố nhiên cái chuyển hóa nó tiến tới. Đó là trong quá trình tu tập văn tư tu. Và khi mà mình đã tu tập sâu sắc rồi, đi tới cái mức chuyển hóa cao rồi, thì mình đâu thấy cái đó là cái khổ nữa đâu. Nó không phải là khổ nữa. Không sợ khổ. Cái ngày xưa mình sợ quá trời, bây giờ mình không có sợ nữa. Ví dụ như là cái chết, hay là cái bệnh, hay là cái già, hay là cái giận, hay là cái gai ghen, hay là cái buồn, tất cả những cái đó mình đã thấy vào trong bản chất của nó rồi, mình đã quán chiếu nó rồi, thành ra những cái đó không làm cho mình sợ nữa. Càng quán chiếu thì thấy rằng cái gọi là cái sanh và cái diệt á, nó là cái ý niệm trong đầu của mình. Không có sanh cũng có diệt, nó chỉ có sự biểu hiện và sự ẩn tàng. Cho nên những cái mà thế gian gọi là khổ, buộc của Bồ Tát nói, cái đó khổ gì mà khổ, nó thường thôi mà. Một cái lá nó sanh ra, một cái lá nó lớn lên, nó ve vẩy trên cành, rồi cuối cùng cái lá nó rụng xuống. Chuyện đó rất là thường. Cái chuyện mình sinh ra, biểu hiện ra, mình lớn lên, rồi mình già đi, rồi mình tịch, chuyện rất là thường, như là chuyện lá, chiếc lá. Mà chết không có nghĩa là hết, chết là để bắt đầu trở lại. Thì nhìn sanh lão bệnh tử với con mắt rất bình thường. Vì vậy cho nên khổ không sợ khổ, tại vì khổ không còn là khổ, mà lại còn là vui nữa chứ. Mình ở trong đó mình tưởng là khổ lắm, nhưng mà khi mình chuyển rồi thì ở trong đó trở thành niềm vui. Khổ không còn là khổ, không khổ, không có khổ. Không có khổ tức là một lời tuyên bố ở trong tâm kinh Vô Khổ Tập Diệt Đạo. Và đây là mình đi tới cái chân đế rồi, mình đi tới cái vô lậu rồi, mình đi tới cái chân lý tuyệt đối. Và đứng về phương diện tuyệt đối, đứng về liễu nghĩa kinh Vô Khổ Tập Diệt Đạo. Trước thì công nhận cái sự có mặt của cái khổ, nhưng mà thực tập tới cái mức chín rồi đó thì thấy cái đó không phải là cái khổ nữa. Vì vậy cho nên các bộ vị Bồ Tát dạo chơi trong biển sinh tử để cứu người là tại vì họ không, cái mà mình gọi là biến khổ, đó là cái môi trường hành đạo của họ. Họ không có bị những cái đợt sóng lên xuống còn mất sinh tử vùi dập nữa. Cái ranh giới giữa khổ và diệt á, tức là khổ và vui đó, nó mất đi. Lúc đó thì phiền não tức là bồ đề, chính cái khổ đó bằng chất liệu của nó mình tạo ra được cái an lạc, cái hạnh phúc. Bằng những cái đất buồn, bằng những cái phân, mình tạo ra được bông hoa. Phiền não tức bồ đề là một cái ngôn ngữ, nó nói về cái sự siêu việt khổ và vui. Siêu việt khổ vui. Hoa, rác, tương tức.
chúng ta lại biết rằng cái khổ mà chúng ta thấy là ngược với cái vui á, sau cái thời gian tu tập quán chiếu sâu sắc rồi á, khổ vui tương tức. Và khi mà vượt thoát cái sự đắm chìm trong cái vui ngược lại với cái khổ, sau khi vượt thoát cái sự chạy khổ, thì chúng ta đạt tới cái vui viết hoa. Cái vui này là cái vui của chân đế, cái vui này là vui của Niết Bàn. Chúng ta không bị đắm vào cái vui kia, mà chúng ta cũng không có sợ hãi cái khổ nào. Tại bây giờ chúng ta có cái vui lớn. Thành ra giai đoạn thứ ba này là giai đoạn vô lậu. Cái giai đoạn này hữu lậu nhưng mà đã có bắt đầu chứa đựng những hạt giống của vô lậu. Bởi vì vậy cho nên khi mà chúng ta thấy ngôn ngữ, chúng ta nghe ngôn ngữ của chân đế, chúng ta phải nhận ra đó là ngôn ngữ chân đế. Và chúng ta thấy rằng ngôn ngữ chân đế không phải vì vậy mà nó nói ngược lại những cái điều của tục đế. Ở đây có khổ, có vui đàng hoàng, muốn trừ khổ, muốn đạt tới cái vui. Nó có cái đối đãi, nó có cái sự khác biệt rõ ràng, nó có sự phân biệt rạch ròi là tôi đang khổ và tôi muốn trở về cái vui, tôi muốn diệt khổ. Ban đầu nó như vậy, nhưng mà càng quán chiếu càng thấy rõ ràng cái khổ nó làm với cái vui. Cái vui nếu mà không có biết thì nó sẽ trở thành cái khổ. Và quán chiếu như vậy thì từ từ cái khổ nó bớt, cái vui nó thật là vui thật. Và rốt cuộc là chúng ta đạt được một cái vui nó siêu việt cả cái khổ vui thông tục. Sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Đó là một cái cấu bài kệ nó làm ví dụ, nó chứng minh cho cái này. Đứng về phương diện khổ đế, sự thực thứ nhất chúng ta nói rằng trước hết khổ là cái thường nhật mình sống nhưng mình không có dám nhận, không dám tiếp xúc, mình chỉ trốn chạy thôi. Mà cái thái độ đó của mình đối với cái khổ nó sẽ làm cho mình khổ thêm. Vì vậy cho nên mình mới bắt đầu sự tu học. Bắt đầu sự tu học tức là phải nắm lấy cái khổ của mình, trở về cái khổ của mình để nhận diện, quán chiếu, gọi tên, thấy được cái bản chất của nó, thấy tập, thấy diệt, thấy đạo trong nó. Rồi cái khổ đó sẽ chuyển hóa. Và những cái tập mà mình sống trong hàng ngày, những nguyên do nó đưa tới cái khổ đó trong hàng ngày, nó sẽ được chấm dứt. Và cái con đường chuyển hóa nó càng ngày càng hiện rõ. Và nếu mình làm cho tinh chuyên thì một mai này mình sẽ đạt tới cái sự siêu việt cả khổ vui. Mình đạt tới cái niềm vui gọi là niềm vui lớn. Niềm vui lớn là niềm vui vượt thoát những cái niềm vui nhỏ. Tại vì những niềm vui nhỏ có thể là nguyên do của cái khổ. Nhất là khi mà không có chánh niệm. Những niềm vui không có thật. Vậy vậy cho nên khổ đế nhìn vào nó thì thấy ba đế khác. Bây giờ chúng ta đi sang tập. Ủa nhưng đi sang tập sẽ thấy khổ rõ hơn nữa. Học một cái tức là học tất cả những cái khác. Tập tức là nguyên do, gần xa, cái cách sống, cách xử lý cuộc đời như thế nào mà gây ra cái khổ. Cố nhiên có cái giai đoạn trước thực tập, tức là hàng ngày tự gây khổ mà không biết, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Tức là mỗi ngày mình đều tưới dầu vào cho cái đám cháy, mình không có biết cách ngưng cái chuyện tưới dầu vào lửa. Hàng ngày bởi những cái ý tưởng, những cái lời nói và những cái hành động
mà mình nuôi dưỡng cái khổ của mình không biết. Thì bây giờ đây bước vào cái giai đoạn tu học á, thì mình phải nhận diện tập. À, tại vì mình hay suy nghĩ về cái đó như cách đó. À, tại vì mình hay nói những câu như vậy. À, tại vì mình hay nghe những cái lời như vậy. À, tại vì mình hay làm những cái, có những cử chỉ như vậy. Cho nên cái khổ của mình nó càng ngày nó càng lớn. Nhận diện, quán chiếu, tu tập và thấy được bản chất của cái khổ, thấy được diệt và đạo trong tập. Mình dần nhận diện được những cái điều mình nói, mình làm, những điều đã làm, đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày. Đó là mình nhận diện được nó, thì thấy rõ ràng kết quả của những hành động, những cái lời nói, những tư tưởng đó. Và mình biết rằng cái hạnh phúc nó có thể có thiệt nếu mình ngưng lại cái chuyện suy nghĩ, hành động và nói năng theo kiểu đó. Và cố nhiên là có phương pháp để cho mình làm như vậy. Buộc dạy rất nhiều phương pháp, thầy dạy nhiều phương pháp, có nhiều phương pháp mình có thể học được trong những buổi pháp đàn. Thì vì vậy cho nên khi mình nhìn sâu vào tập á, thì mình thấy khổ này, thấy bản chất của khổ, thấy bản chất của diệt, thấy diệt có thể đạt tới được, nó dễ ợt à. Và đạo là nó có sẵn mà mình không có xài, không có tu. Tu theo kiểu gọi là vô tu vô chứng. Vậy thì lúc đó tập ngưng, khổ bớt, tập nó ngưng lại, ngưng từ từ, tập ngưng từ từ, khổ diệt từ từ, bắt đầu có an lạc, bắt đầu có hạnh phúc. Có diệt, diệt đây tức là hạnh phúc đó. Nếu mình làm đúng, mình thành công, mình chuyển hóa được, thì mình sẽ đi, mình sẽ phát khởi được cái giai đoạn thứ hai của sự tu tập. Tức là mình không có kẹt vào. Trước hết là không có kẹt vào cái khổ, cái diệt và cái đạo. Tại vì đạo mình cũng có thể kẹt vào như thường. Cái diệt mình cũng có thể kẹt vào như thường, kẹt vào trong tư tưởng, kẹt vào trong, ví dụ như mình nghĩ diệt tức là không còn cái gì hết. Muốn hết khổ thì đừng có sắc thanh hương vị xúc, đừng có sắc thọ tưởng hành thức, đừng có gì hết thì nó hết khổ. Thì cái quan niệm về diệt đó là một quan niệm rất là sai lầm. Tới được cái mức chứng đạo rồi, tới được cái sự thành công rồi đó, thì người ta nhìn vào, người ta thấy mình không có nặng nề, không có chấp ở trong cái sự tu tập nữa. Cái đó là cái tình trạng mà trong thiền gọi là đói ăn khát uống. Tôi đói thì tôi ăn, tôi khát thì tôi uống. Mà trong khi mà tôi làm theo cái điều tôi mong muốn, tôi không có vi phạm, tôi không có gây ra đau khổ cho tôi và cho người. Trong đó trong đạo lão, đạo Khổng thì nói là tùng tâm sở dục. Tùng tâm sở dục là mình muốn gì, trong tâm mình muốn gì thì mình làm cái đó. Mình có cái tự do, mình không bị kẹt vào giới, mình không có kẹt vào hành, nhưng mình vẫn rất đi đúng con đường của an lạc, của hạnh phúc. Tức là mình không bị kẹt vào hình thức,
Khổng Tử nói rằng là tôi năm 30 tuổi thì tôi có thể đứng vững trên hai chân tôi. Đến 40 tuổi thì tôi trừ diệt tất cả những cái điều nghi hoặc của tôi. Đến 50 tuổi tôi biết được cái sự vận hành của trời đất. Và tới năm 60 tuổi thì tôi muốn làm gì tôi làm mà không có trái lại với đạo lý. Là tùng tâm sở dục bất du cụ. Thấy rằng mình không cần phải về tịnh độ nữa. Tại vì mình thánh thới an lạc ở nơi đây rồi, gọi là tịnh độ là đây. Tịnh độ là đây. Đây là quê hương. Quê hương nơi này. Theo cái ngôn ngữ của 10 bức tranh chân trâu thì là thống tay vào chợ. Tức là mình cũng đi vào chợ, cũng nói, cũng cười, cũng mua bán như mọi người khác. Nhưng mà mình là con người giải thoát. Mình không có dính, mình không có phải quá nghiêm trang mà tôi đang tu đây. Mình đi thiền hành không có đi như vậy nữa. Mình ngược lại mình đi như vậy. Cái đó có khi gọi là vô hành. Và trong kinh Bát Đại Nhân Giác gọi là ngã pháp hành vô hành thôi. Ngã pháp hành vô hành hành. Tu vô tu tu. Muốn làm cái gì cũng được hết thì cứ làm. Nhưng mà trong khi đó thì tập không có được gây nữa. Thì tập không có bao giờ được gây. Và nếu mình bắt trước đó, có thể nguy lắm đó. Mình chưa đạt tới cái trình độ đó mà mình bắt trước thì nguy lắm. Như là Hòa Thượng nhất định Chùa Từ Hiếu đó. Cái ngày mà Ngài tâu xin vua để được từ chức làm tăng can giáo thọ trụ trì đó, thì Ngài mới về lập một cái am ở trên núi Dân Xuân. Rồi Ngài mời bà mẹ về. Ngài lập cái am gọi là am an dưỡng ở trên núi đó, để được dịp sống với bà mẹ già. Và Ngài ở với hai chú, hai vị đệ tử thôi. Các quan ở trong triều đình tới thăm cúng dường, đòi xin cất một cái chùa cho đàng hoàng. Ngài nói thôi, tôi đã có chùa nhiều rồi, bây giờ mục đích của tôi đi tâu xin Đức Hoàng đế để được về đây là để thoát chùa, không có lý bây giờ làm chùa nữa. Thì được sống những cái ngày rất là an lạc với hai người đệ tử và bà mẹ. Thì có bữa đó bà mẹ bệnh gần tịch, thì bà mẹ nói là con, mẹ sao muốn ăn cháo cá quá. Thì Ngài mới đi xuống chợ Bến Ngựa và Ngài xin một con cá đem về nấu cháo cho mẹ ăn. Và Ngài rất là thản nhiên, Ngài cầm con cá trong tay, Ngài đi từ dưới chợ đi lên núi mà không có sợ hãi gì. Đối với những người khác họ nói rằng là tại sao thầy tu mà phải làm như vậy, mà làm như vậy. Nhưng mà Ngài làm cái gì cũng được hết, nhưng mà không có trái chống với cái tuệ giác, cái từ bi của đạo Phật. Tức là không còn hình thức nữa. Thành ra đứng về phương diện khổ, chúng ta có cái mặt gọi là hữu lậu và vô lậu. Đứng về phương diện tập, chúng ta cũng có cái mặt hữu lậu và vô lậu. Có cái chân lý tương đối và cái chân lý tuyệt đối của mình. Trong thiền học gọi là đói ăn khát uống. Nhưng mà mình chỉ có thể làm như vậy khi mà mình đã đạt tới cái sự tự do rồi. Bây giờ tới diệt. Diệt tức là hạnh phúc đó. Diệt này là diệt khổ. Nhắc đi nhắc lại thôi. Nó cũng có cái phần bắt đầu là hạnh phúc mà mình không biết hạnh phúc. An lành mà không biết. Có an lành mà không có biết là mình có an lành. Thảnh thơi mà không biết. Tức là rất là quý. Tức là khi mà khổ đau chưa trấn ngự thì mình có tình trạng diệt. Nhưng mà mình đâu có quý. Mình xử lý cái hạnh phúc của mình, những cái điều kiện hạnh phúc của mình một cách rất là dại dột. Và chính mình phá tan cái hạnh phúc của mình. Và đó là một nguyên do có thể gọi là tập. Nó gây ra hạnh phúc. Đó là thiếu chánh niệm, không có gì hết.
thiếu chánh niệm, thiếu một người thầy, thiếu một người bạn, thiếu một người cha, người anh, người chị chỉ cho mình rằng em đang có hạnh phúc, con đang có hạnh phúc. Nhưng mà mình không có hiểu, mình không có nghe. Người đó có thể nói từ cái kinh nghiệm khổ đau, từ cái sự chuyển hóa, nói với bằng tất cả trái tim và khối óc của người đó, nhưng mà mình không tiếp nhận được. Mình chỉ nghe những cái câu đó, những cái lời đó thôi, nhưng mà mình không có khả năng có hạnh phúc. Hạnh phúc thì có đó, những điều kiện hạnh phúc thì có ở trong mình và xung quanh mình, nhưng mình không có khả năng có hạnh phúc. Thì cái này gọi là không có khả năng có hạnh phúc. Đó là giai đoạn chưa tu. Thì bây giờ đây bắt đầu tu, tức là quán chiếu, nhận diện. Chúng ta có những cái bài tập ở trong pháp, nói là tôi đang thở vào và tôi biết là tôi có hai mắt. Tôi đang thở ra và tôi mỉm cười với hai mắt của tôi. Đó là một trong những cái bài tập để cho mình tiếp xúc được với cái hạnh phúc đang có của mình mà mình đang dẫm đạp. Cho đến cái sức khỏe của mình, cái lá gan của mình, cái trái tim của mình, cái niềm vui của mình, nó có nhiều lắm, nhiều hạnh phúc lắm. Nhưng mà chính mình là người đã thừa tự từ cha, từ mẹ, từ ông, từ bà, tổ tiên, trời đất, nhưng mà mình không có biết sử dụng cái kho tàng của hạnh phúc đó, cho nên mình là người tôi cùng tự. Và trong khi quán chiếu như vậy thì mình thấy được. Thấy được cái gì? Thấy được khổ trong việc. Cái việc là cái hạnh phúc như vậy đó, là cái may mắn như vậy đó, là cái màu nhiệm như vậy đó, mà tại vì mình dày đạp lên nó, mình không thèm để ý tới nó, cho nên có khổ. Vì vậy cho nên mình thấy rõ ràng là quán chiếu cái hạnh phúc thì mình thấy cái khổ đau trong đó. Bất cứ nó là cái điều kiện nào của hạnh phúc, mà nếu mình không có biết giữ gìn, không có biết phát triển, không biết nuôi dưỡng, thì nó trở thành khổ đau. Vì vậy cho nên mình thấy được khổ, mình thấy được tập. Tập là cái cách sống của mình hàng ngày đó. Cái cách sống hàng ngày của mình, nó tiêu diệt cái hạnh phúc và nó tạo ra khổ đau. Và khi mà mình thấy được hai cái đó, mình thấy được đạo. Có gì đâu, bây giờ thầy dạy chánh niệm thì mình sống tỉnh thức. Tỉnh thức trong từng giây phút, mình biết quý giá từng giây phút của sự sống. Buộc dạy an trú trong hiện tại lạc trú đó. Cái con đường nó rõ ràng như vậy đó. Chỉ có một cái là mình không có thực tập thôi. Mình nghe 10 lần, nghe 20 lần, nghe 100 lần, nghe 1000 lần, nhưng mà mình không có thực tập. Mình thấy hay lắm, lời buộc nói hay lắm, cần đem ra rao giảng cho thế gian nghe, nhưng mình không có làm. Và vì vậy cho nên khi mà quán chiếu như vậy thì mình thấy rằng chính mình phá vỡ cái hạnh phúc của mình. Những cái mà mình tưởng là khổ, ai dè nó là hạnh phúc. Và như vậy thì mình quyết chí thực tập, gọi là hà thú công phu. Công phu ở Tây Phương họ nghe hai chữ công phu họ cứ tưởng là muốn nọ thôi. Công phu là daily practice, tức là chuyện thiền hành mỗi ngày, chuyện mỉm cười thở mỗi ngày, chuyện tụng kinh mỗi ngày, chuyện nhìn nhau và bằng con mắt thương và hiểu. Đó là công phu. Hạ thủ tức là dùng ngay hai cái cánh tay của mình đi xuống để làm nó, chứ không có nói không. Get down to the real practice là hạ thủ công phu, chứ không phải là lý thuyết. Đi thiền hành phải đi cho đàng hoàng, nấu cơm phải nấu cho đàng hoàng, quét nhà phải quét cho đàng hoàng. Nấu cơm quét nhà như thế nào mà mình có hạnh phúc ngay trong khi nấu cơm, làm việc chung với đại chúng có thể là một niềm vui lớn nếu mình biết cách. Tại vì có những người mình không muốn gặp ngày hôm nay, mình không muốn thấy mặt ngày hôm nay, nhưng ngày mai mình sẽ biết rằng người đó rất là quý giá cho mình. Trong đó có thầy mình, có bạn mình. Và khi mà buồn bực thì mình nói là tôi không muốn thấy mặt anh nữa, tôi không muốn thấy mặt chị nữa,
nhưng kỳ thực có thể cái người mình không muốn thấy mặt đó, nó có trong cái bản chất của niềm vui của mình, có thể cho mình rất nhiều niềm vui. Trong khi quý vị rửa nồi, nấu cơm, hay là nhắc ghế, dọn bàn, hay là tưới nước cho cây, hay là rửa chén, thì quý vị phải hỏi mình đang làm cái gì đây? Mình đang làm cái gì? What I'm doing? Thì câu trả lời là mình đang rửa chén. Mình đang rửa chén. Nhưng mà đâu phải là chỉ rửa chén một lần rồi hết rửa chén đâu. Ngày nào cũng phải rửa hết. Không có lý mà ngày nào cũng phải quét nhà, ngày nào cũng phải rửa chén. Rửa bao giờ cho xong, quét bao giờ cho xong. Thành ra cái chuyện rửa chén và quét nhà nó đâu phải là quan trọng. Nó không có đưa tới đâu hết. Chính cái chuyện mình phải rửa chén như thế nào để có an lạc, mình quét nhà như thế nào để có an lạc mới là quan trọng. Thành ra khi hỏi ta đang làm gì đây, thì tự nhiên mình sẽ rửa chén một cách khác, quét nhà một cách khác, và mình thấy hạnh phúc tràn đầy trong khi mình rửa chén, mình quét nhà. Chứ mình không coi đó là một cái công tác nặng nhọc, muốn làm cho xong để vô phòng đóng cửa phòng lại ở một mình, thì cái thời gian kia nó trở thành ra khổ. Mà nếu mình biết hỏi mình ta đang làm cái gì đây, thì tự nhiên mình mỉm cười và cái chuyện rửa chén, quét nhà nó trở thành ra một cái niềm vui của đời sống hàng ngày, nó trở thành ra nuôi dưỡng. Cái đó gọi là get down to the real practice, là hạt của thứ công phu. Cái điều đó thầy dạy một lần, thầy dạy hai lần, thầy dạy 10 lần, thầy dạy 100 lần. Cái vấn đề là mình thực tập. Giả dụ mình có một cái vấn đề với một người khác, mình có một cái sự xung khắc với một người khác, người khác đau khổ và mình cũng đau khổ, thì thầy dặn là có 3 cách thực tập. Cách thứ nhất là cả hai người cùng thực tập. Tại vì khi mà có một cái chuyện xích mích, khi mà có một cái tension, thì tự nhiên cả hai người khổ chứ đâu phải một người khổ. Và mình là người tu cho nên mình phải hai người tu một lần thì mới dễ quá trời. Đó là trường hợp thứ nhất, trường hợp hay nhất và máu nhất là hai người tu một lần, hai người đều quán chiếu, hai người đều dùng mắt thương nhìn cuộc đời. Mắt thương có nghĩa là mắt hiểu. Trường hợp thứ hai, nếu người kia không làm thì mình làm, nếu người kia không thực tập thì mình thực tập. Và cái sự thật là như thế này, khi mình thực tập và mình nhìn người kia bằng con mắt khác thì người kia cũng sẽ thay đổi. Cái điều này nó được chứng minh rất rõ là chúng ta không có cần hai người mới ký hòa ước được. Chúng ta có thể ký hòa ước một mình. Chúng ta không có đợi người kia, bắt buộc người kia phải có an lạc, chúng ta mới có an lạc. Chúng ta có thể bắt đầu an lạc bằng chính chúng ta. Peace begins with me. Đó là cái nguyên tắc. Thành ra hòa giải có thể là được thực hiện trong tự tâm của mình, không có cần người kia. Giải giới để ra mà mình có thể tự mình bắt đầu trước. Và cái sự chuyển đổi của mình nó sẽ đưa tới cái sự chuyển đổi của người kia sớm hay là muộn. Tại mình tự nhiên mình thư thái ra, mình nhẹ nhàng ra, mình tươi cười ra, mình nhìn người kia bằng mắt thương, người kia chắc chắn sẽ thay đổi. Nếu người kia không làm, nếu mình không làm thì người kia làm. Thế nên mình có tới 3 cái cơ hội rồi. Mình không có ở trong cái tình trạng tuyệt vọng. Có tới 3 cơ hội rồi. Và xung quanh đó, bất cứ một lời kinh nào, một tiếng mõ nào, một tiếng chuông nào, một bước chân nào cũng nhắc mình làm cái chuyện đó. Hà thủ công phu thì làm được và có thể làm ngay, có thể thành công ngay trong mấy giây đồng hồ, chứ đừng có nói là phải ngày này sang ngày khác. Hay những làm thế thì đâu có nói là mình tu được nữa.
thì cho nên không có cái cơ hội thức tỉnh, chỉ có ba cơ hội thôi, thầy nói như vậy rồi. Mà hai người cùng làm chung, hoặc người kia không chịu, người kia chỉ làm thì mình làm, nếu mình không làm thì vẫn còn có một cơ hội khác là người kia làm. Mà tốt nhất là làm chung, mà có rất lạ lắm, cái chuyện thay đổi một cái nhìn cái tự nhiên, nó tiêu liền, tức mắt khi nhìn cuộc đời rất là mờ nhiệm. Mình là trí tuệ, mình có thể thay đổi được tình trạng. Mình đừng có nói rằng người kia thay đổi, làm sao tôi thay đổi được. Nói như vậy là nó ngược lại với cái nguyên tắc tu. Cái phương pháp tu tập nó rất rõ ràng là tiếp xúc với an lạc, tạo phát niềm vui trong mỗi giây phút của cuộc đời. Đây là vấn đề tu tập. Tại vì những cái điều kiện, những hạt giống của hạnh phúc đó, nó có này. Cha mẹ ông bà có tiền cho mình thiệt, nên mình không có xài, không có động tới. Và những điều kiện hạnh phúc có xung quanh, dù là mùa đông rất mướt, đi ra thì bị đi ra mặc áo quần không có đàng hoàng thì bị cảm, dù là củi cần phải cưa mới sửa được, nhưng mà vẫn có thể có hạnh phúc như thế. Tại vì những cái điều kiện của hạnh phúc nó có nó, những điều kiện kia mình phải nhận diện nó. Và mình biết nuôi dưỡng, mình thực tập thiền tài lạc trú, mình thực tập phép lạ, tức là mình tạo ra những cái miracle. Thì cuốn pháp lạ của tỉnh thức đó, cái nhan đề của nó bằng cái pháp miracle phải được mặc cho chết tư. Mỗi cái chuyện mình đi thiền hành trên mặt đất đó là pháp thần thông rồi, có chánh niệm, có tinh thần hiện tại lạc trú, thì chỉ cần đi bộ thôi cũng là thành công rồi, chỉ cần giữ chén thôi. Chỉ còn nhìn một cái thân cây thôi cũng đã là phép thần thôi rồi, có đâu gọi là phép lạ. Phép lạ tức là đi trên mặt đất, phép lạ là biết là mình đang có mặt, đang sống. Phép lạ là biết rằng mình mở mắt một cái thì tự nhiên trông thấy trời xanh. Đó là những cái miracle mà mình có thể thực hiện trong từng giây phút. Và như vậy là để nuôi dưỡng, để chuyển hóa cái an lạc, nó tăng trưởng. Và cố nhiên là đạo thấy rõ, đạo được thấy rõ. Đạo được thấy rõ không phải là chỉ do mình học kinh hay là nghe giảng. Đạo thấy rõ là trong khi mình thực tập nữa. Càng thực tập thì mình càng thấy rõ cái đạo và mình càng làm hay. Theo cái công phu tu tập này rồi thì ban đầu những cái giờ phút, những cái niềm vui gọi là hời hợt, niềm vui giả tạo, nó sẽ được chuyển hóa thành ra những niềm vui có thật và sâu sắc. Ban đầu mình thấy diệt là cái sự là vô sự, là cái sự vô sự, là chuyện không có mặt của khổ đau. Nó chưa đau răng, nó chưa nhức đầu, nó chưa giận. Nhưng mà có thể ở trong đó nó chứa đựng tất cả những hạt giống của cái sự nhức đầu, đau gan, đau tim, giận hờn, tuyệt vọng ở trong đó. Rất là nguy hiểm. Cho nên cái niềm vui của mình thường cho là niềm vui, có thể là một niềm vui hời hợt mà bản chất của nó là khổ đau. Mà càng thực tập á, thì càng làm cho niềm vui đó nó có thật, nó rắn chắc, nó không phải là những cái hạt lúa lét. Có người cười cười nói nhưng mà bên trong rầu thúi ruột, những cái hột lúa mà nó lép ở bên trong. Bởi vậy cho nên càng thực tập á, thì mình càng cho cái an lạc của mình có cái bản chất, có cái nội dung. Và tuy rằng mình biết rằng cái gì cũng vô thường, cái gì cũng thay đổi, nhưng mà mình không có sợ hãi. Tại vì mình đã biết cách, thấy là vô thường thì mình nương theo vô thường mình làm. Hết niềm vui này mình làm niềm vui, hết niềm vui kia mình làm niềm vui nữa. Mình đâu có sợ nữa, tại mình đã biết cách làm ra niềm vui. Thế khi nào hoa thành rác thì mình biết rác thành hoa. Và thực tập như vậy thì mình sẽ đi tới cái giai đoạn thứ ba, là cái niềm vui của mình nó đạt tới cái mức độ
vững chãi, không phải là những cái niềm vui mong manh. Bắt đầu là những cái niềm vui mong manh nó có sự sợ hãi ở trong, sợ hãi vô thường, sợ hãi thay đổi, sợ hãi sự phản trắc. Nhưng mà càng thực tập thì mình đem theo chất liệu của vững chãi và chất liệu của tự do vào trong niềm vui của mình. Và cái niềm vui mà làm bằng chất liệu vững chãi và tự do là cái niềm vui vững vàng. Tự do tức là thảnh thơi đó. Có khi mình gọi là thảnh thơi. Thảnh thơi là không có vướng bận. Và vững chãi và thảnh thơi là hai thuộc tính của Niết Bàn. Không phải là tới giai đoạn này mình mới có vững chãi và thảnh thơi. Cái quá trình tu tập này nó đem càng ngày càng đem tới tính chất vững chãi và thảnh thơi, cho đến khi mình đạt tới cái niềm vui lớn, cái sự vững chãi và thảnh thơi của Niết Bàn. Cái vui nó siêu việt cái khổ vui thông tục. Thì việc ở đây nó có tên là Niết Bàn, chứ không phải là chỉ là vắng mặt của một cái niềm đau khổ. Ban đầu á, thì nó có sự, nó có nghĩa là một cái niềm vui và sự vắng mặt của đau khổ. Nhưng mà nếu mình càng thực tập thì việc ở đây trở thành ra Niết Bàn. Nirodha ở đây thành Niết Văn. Ban đầu nó chỉ là Nirodha thôi, nhưng mà Nirodha nó cùng một bản chất với là Niết Văn. Sự vắng mặt tạm thời của khổ đau nó sẽ đưa tới sự vắng mặt vĩnh viễn của khổ đau. Nếu mình thực tập tục đế, nó sẽ đưa tới chân đế vô ưu, không có lo sợ nữa. Nó là chân như, có khi mình gọi nó là pháp giới tánh hay là pháp thân Dhammakaya. Và nói về cái niềm vui này, nói về cái niềm vui lớn này thì nói không có được nữa, là tại vì nó đã đi về cái mặt chân đấy rồi. Thành dầu mình có đạt tới, mình đã đạt tới cái niềm vui, mình biết nó là cái gì rồi, nhưng mà nói ra không được, không có diễn tả bằng ngôn ngữ và ý niệm được. Và cái niềm vui lớn này các vị buộc và Bồ Tát thực chứng được, họ có thể gật đầu nhìn mình và xác nhận rằng cái niềm vui đó nó có. Chính mình phải đi vào mới biết được, chứ nói ra không được, không thể diễn tả được Niết Bàn, không thể diễn tả được Nirvana. Cho nên ở trong cái lĩnh vực này thì việc là ngôn ngữ đạo đoạn, con đường của ngữ ngôn á, nó đã bị cắt đứt rồi. Tức là không có ngữ ngôn nào có thể diễn tả được Niết Bàn, diễn tả được niềm vui lớn, được sự vững chãi và thảnh thơi của người đã đạt tới cái niềm vui lớn. Không những là ngôn ngữ không có thể nào, cái con đường ngôn ngữ không chuyên chở được nó, mà con đường của ý niệm cũng không chuyên chở được nó. Không có suy nghĩ được, không có ý niệm được, không có khái niệm được, gọi là tâm hành xứ diệt. Tâm hành tức là citta samskara đó. Tức là nó không có thuộc về cái lĩnh vực của sự suy nghĩ nữa, của tư tưởng nữa. Và Niết Bàn không thể tư tưởng được, không thể tư duy được, không thể so sánh, không có thể nào tưởng tượng. Niết Bàn chỉ có thể tự thân tác chứng. Chứng tức là chứng nghiệm. Ví dụ như là mình uống một ly trà, hộp trà có một người bạn từ phương xa mới đem về, nói rất là quý. Uống xong rồi, người kia hỏi sao trà đó hương vị thế nào, nói không được, không thể nói được. Tư tưởng không có diễn tả được nó, mà ngôn ngữ cũng không diễn tả được nó, chỉ có cách là ăn thử, ăn uống thử thôi. Cái đó gọi là tự thân tác chứng. You try it yourself, gọi là tự thân tác chứng. Chứng là chứng nghiệm. Vậy thì đứng về phương diện
cái sự thực thứ ba chúng ta cũng có hai phần. Phần thứ nhất á, là phần hữu lậu. Phần thứ hai là phần vô lậu. Hữu lậu á, thì còn có cái risk, có cái nguy là phải đi vòng trở lại. Đôi khi nó xa xuống, setback. Nhưng mà vô lậu rồi thì không có setback nữa. Hữu lậu tức là Asrava, vô lậu Anasvara. Chữ lậu này nó có nghĩa là lọt xuống, rỉ ra. Ví dụ như là một cái bình á, nó nứt một cái đường, rồi nước trà nó rỉ ra và là lậu. Trong cái lĩnh vực này mình còn tùy thuộc một ít vào ngôn ngữ và vào khái niệm. Tới lĩnh vực này rồi thì không ngôn ngữ, không khái niệm nữa. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nghe nói về Niết Bàn thì chúng ta sẽ được tiếp xúc với cái ngôn ngữ của chân đế. Và ngôn ngữ chân đế như vậy chúng ta phải nhận diện nó là ngôn ngữ chân đế. Và đừng có nói rằng tại sao hồi nãy nói như thế này mà bây giờ nói như thế này. Mà không có nghĩa là trong khi chúng ta ở trong cái giai đoạn này, chúng ta hoàn toàn không nếm được cái này. Chúng ta nếm từ từ. Bắt đầu cái quá trình văn tư tu là chúng ta đã thấy được có cái hạt giống của vô lậu ở trong đó rồi. Và vững tin. Cũng như là trong đợt sống nó có nước sẵn ở trong đó. Không phải là chấm dứt sống thì mới có nước. Ngay trong khi còn là sống thì mình đã có nước rồi. Chỉ có cái làm sống cho đàng hoàng, làm sống cho sâu sắc thì tự nhiên đồng thời mình là nước.